Ở phần bài tập số 2 này chúng ta sử dụng cái ngữ pháp là n, ơn hoặc là nên phiên đi là để chúng ta hoàn thành hội thoại giống như ví dụ này. Ví dụ thì các bạn nhìn vào bức hình này. Chích trang Funviga ở Tếu. Cái bầu không khí làm việc như thế nào? Chào Yurun phiên yếu. Ở đây chúng ta sử dụng cái n phiên yếu để làm đấy ạ. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào bức hình này. Bức hình số 1 thì các bạn có nhớ từ vựng của nó ở bên trên không ạ? Unwikika. Unwikika Napayo. Napuda Napayo đúng không ạ? Tiếp theo số 2 là gì ạ? Soro Vihe Troy. Soro Vihe Chuta. Còn cái 4 ạ? À, còn cái số 3. Số 3 là gì ạ? Kyuri ông chất hạ tạ. Ông chất hạ tạ. Rồi. Cái số 4 ạ? Uniki ga chốt tạ. Chuyuri. Nế, kim cương. Bạn Hà làm câu số 1 này. Nhá. Thì nói thôi, không cần đặt câu hỏi đâu. Trang là câu số 2 này, bạn Hiếu là câu số 3 này. Nhá. Unui ki ka na pun nie pien nieo. Rồi, ok. Số 2. Soro we have chunen pien nieo. Ok, we have chunen pien nieo. Ok. Cái số 3 mời bạn Hiếu ạ. Kyuri âm kết han phiên nhiều. Âm kết han phiên nhiều, ok. Âm kết han phiên, ok. Câu số 4, mời bạn Hà nè. Unui ki ka chốt ưng phiên nhiều. Chố ưng phiên, chứ không phải là chốt ưng phiên. Chố ưng phiên nhiều. Nè, ok. Thuộc kiểu hạnh phúc thì nói như nào? Ví dụ như là bây giờ thầy giáo nằm trong top những người cao thì nói như nào? Thế nào các bạn? Ô không ai nói à? Sân sinh niêm khi ca hưng phiên nhiều. Ok. Không có gì đâu. À, bây giờ chúng ta sẽ vào phần hội thoại số 2. Đây là các bạn nhìn thấy hai bên xì khói đầu luôn ạ. Đây bạn Tuấn. Bạn ấy vừa cãi nhau với bạn nào đó đây nhá. Bây giờ Ly Han đến nói chuyện Chi Hun đến nói chuyện với Tuấn đây ạ. Uống cà phê nói chuyện. Chi Hun nói ạ, Tuấn xì cho cơm chờ nè là một lát trước đây ạ. Paru Siago cùng với bạn Paru. Về sau hôn cơ ế sau ta là cãi nhau ạ? Sau ta? Tại sao cãi nhau? Lúc nãy bạn với Paru tại sao cãi nhau thế? Phía đi là ni ế không có gì, không làm việc gì đặc biệt. Không có gì đâu. Paru Siga chê mà rê. Thế ta vẫn hát tô án hê sô. Tức là Paru ấy là không trả lời cho cái câu nói của tôi. Chờ rừng mu si hà nâng chul ả ra sờ yô. Tôi nghĩ là, tôi biết là bạn ấy, tôi nghĩ là bạn ấy đã coi thường tôi. Tức là bạn Paru, bạn Tuấn bạn hỏi và bạn Paru bạn không trả lời. Thì Tuấn nghĩ là Paru coi thường Tuấn.
그런데 thế nhưng 기계 소리 때문에 là vì cái tiếng của máy móc nhá. 소리 đây là 기계 소리 là tiếng của máy móc. 때문에 là vì tiếng của máy móc. 못 들었다고 하더라고요. Vì là nghe tiếng máy móc nên 못 들었다고 하다 nên đã không nghe được. Tức là bạn ấy bảo rằng, thế nhưng mà bạn ấy đã bảo rằng đã không nghe được vì tiếng máy. À, 그럼 서로 오해한 거네요. À, hóa ra là hiểu lầm lẫn nhau. 이젠, 이젠 chính là 이제는. 이젠 đó là bây giờ. 화해 했지요. 화해하다 là hòa giải. Nhá. Bây giờ hòa giải chưa? Hay là hòa giải, bây giờ đã hòa giải rồi chứ? 그럼요, đương nhiên rồi. 저도 사과했고, tôi đã xin lỗi. 파루시도 미안하다고 했어요. Và bạn Paru cũng đã nói là xin lỗi. 잘됐어요. Điều đó thật tốt. 동료끼리 잘 지내야죠. Là trong nội bộ phải sống tốt, phải sống với nhau thật tốt chứ. Bây giờ chúng ta nghe nhé. Đề hoa 2. Tuân 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야지요. 대화 2. 투원 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야지요. 이제 mời các bạn đóng vai nhé các bạn nhé. Mời bạn Trang đóng vai Chi Hun và bạn Hà đóng vai là Tuấn ạ. Tuấn chị cho cùng 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답은 하도 안 해서 저는 무시하는 줄 알았어요. 그런데 이게 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요. 인젠 화해했지요? 그러면 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야지요? 아지요. 동료끼리 예물. 동료끼리 잘 지내야지요. 네. 오케이. 그래서 마이 장 đóng vai Tuấn nhé. Và bạn Hiếu đóng vai Chi Hun nhé. Hiếu đóng vai Chi Hun, Hiếu ơi. Tuấn Si, cho cơm cho nên
바루시하고 왜 싸운 거예요? 미연린 아니에요. 바루시가 제 말에 대답은 하고 안 해서 저는 무시하는 중안 됐어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요. 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 토리우키리 잘 지내야지요. 아, bây giờ bạn Hiếu đóng vai là Tuấn, còn bạn Hà đóng vai là Chi Hun nhé. 호아 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별인 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답은 하도 안 해서 저는 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요. 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바로 시도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야지요. 네, 오케이. 네. cái khăn chưa buồn bước ấy và cái ngữ pháp gián tiếp này tôi sửa lại một chút này. Ngữ pháp gián tiếp là cái phương pháp để thể hiện một nội dung của câu câu hỏi hoặc lời nói của người khác mà không trích dẫn rõ ràng nhá. Đây thì chúng ta sử dụng ta cu hà tả. Còn nếu mà chúng ta ở tình huống là mệnh lệnh ấy thì là sẽ dùng là ư ra cu hà tả. Còn ở trong câu hỏi thì là nè cu hà tả, và trong câu thỉnh dụ thì là chà cu hà tả, tức câu rủ nhau rủ dê nhá. Ở đây chúng ta có một số cái xung đột với đồng nghiệp, cái này mâu thuẫn với đồng nghiệp đấy ạ. Trong khi làm việc của chúng ta ấy, thì có những cái hành động như là te đi tả, đánh. Te đi tả đây các bạn đã giao lưu bao giờ chưa? Giao lưu quyền cước bao giờ chưa? Chắc chưa đâu đúng không ạ? Nhiều. Bộ giáo hình như có. Mẫu giáo có, còn thực tế sau khi làm chưa có múc nhau bao giờ. Vâng. Tiếp theo mát tà là bị đánh hoặc là bị cái gì đó rơi trúng, mát tà. Nhục cũng hát tà. Cái này ở trong công ty hay như thế này lắm này. Ây. Nhục cũng hát tà, đấy là những người gì ạ? Hay mắng chửi đấy. Cha chứng ngân nè tà. Trái chứng ngân bức xúc nhá. Nè tà là đưa ra cái sự bức xúc ấy, nói ra mồm ấy nhá. Tiếp theo là hoa can na tà, nổi giận thôi, bực mình thôi nhá. Hoa rưm nè tà, đây là mắng chửi, nổi giận nhưng mà nói với người khác. Sau mơn ha tà là đánh nhau. Ba tà thu mơn ha tà là cãi lộn. Ô he ha tà là hiểu lầm. Oheren punda, cái này quan trọng này. Oheren punda, đây là giải tỏa hiểu lầm.
사과하다. 진로이. 만나리 진로이 만나는 미안해. 그때요. 화해하다 là hòa giải. Xong rồi, xin lỗi cho hai bên, ok, đấy là hòa giải. Yeah. Thì bây giờ chúng ta, mỗi người đọc một lượt, nhưng chúng ta cho cả đuôi câu vào luôn nhé các bạn nhé. Ví dụ, te đi tà thành te rơi ô. Yeah. Mắt tà thành bà chai ô. Nào, bây giờ mời các bạn, mời bạn Trang trước ạ. Terio, terio yo. Macho. Te, terio yo. Terio, terio. Machayo, yo, yo kun heo. Chayo, chachung un neo. Hwana, hwaka ne, hwaka nayo. Hwadui neo. Sa. Sa u mui heo. Manta tu mui heo. O he heo. O he lưng. Pu. Pu royo. Pu royo. Sao. Sa qua heo. Hoa he heo. Ok. Mời bạn Hà. Te rio. Ma chai o. Yo kin heo. Cha chung in neo. Hoa ka nayo. Hoa rin neo. Sa u min heo. Manta tu min heo. O he hai. O he heo. O he rin kuroyo. Sa qua heo. Hoa he heo. Ờ, cái phần mà có chữ e này thì bạn chia thành cái gì đấy? Mắng chửi đọc thành gì nhỉ? Hoa rin nê ai ô. Sao nê ai ô? Nê, hoa rin nê ô. Hoa rin nê ô, trên thế bức xúc thế, nê ô. Vâng ạ. Mời bạn Hiếu ạ. Cha rì ơi ô, ma cha ô. Ma cha ô. Yo kin hê ô. Cha chung in nê ô. Hoa can nayo. Hoa rin nayo. Sao mun heo. Mata tu mun heo. O hea heo. O hea rin puroyo. Sa qua heo. Hoa hea heo. Ok. Đấy là các từ vựng như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần ngữ pháp của phần bài này. Đó là takohata. Đây là nói gián tiếp. Có nghĩa là người ta bảo rằng, người ta nói rằng cái gì đó. Nhá. Tức là truyền đạt lại lời nói của người khác ấy. Các bạn lưu ý này. Nếu có động từ thì đi với N hoặc nâng tà cô hoặc là. Đó. Động từ đi với nâng tà cô hoặc là. Tính từ thì đi với tà cô hoặc là. Nhá. Còn danh từ đi với y ra vô hạt à. Danh từ đi với y ra vô hạt à. Nhá. Thì các bạn cũng đã biết cái câu giới thiệu, ví dụ chờ nên trường y ra vô theo. Thực tế đây là người ta mượn từ bên này sang thôi ạ. Nhá. Đấy. Ba cách như vậy, và chúng ta lưu ý chứ không phải là chỉ mỗi tạc của hà ta đâu nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ. Xem ba ví dụ ở dưới ạ. Bạn Hà là ví dụ số 1 này, bạn là Trang ví dụ số 2, bạn Hiếu ví dụ số 3. Thầy giáo sẽ làm ví dụ số 4. Nào bây giờ các bạn, tôi dành cho các bạn 2 phút để các bạn đọc và các bạn dịch nhé. Bây giờ là 8 là 12, chúng ta 8 là 14.
Bạn Hà làm xong chưa? Rồi ạ. Rồi mời em. Onen hukika cege musun in iri it an isat na soyo soyo. Aga tuan si hago manta tumun hetago heo. Hôm nay thì Supika đã có việc gì thế ạ? Vừa nãy thì đã cãi nhau với Tuấn á. Cái này các bạn dịch là ngữ Hà dịch nhé. Cái này tôi nghe người ta nói rằng, tức là tôi nghe thấy thế thôi, nghe đài nói thôi, được chưa? Tôi nghe thấy cái sự việc đó, được chưa? Cái này chúng ta dịch là tôi nghe thấy là đã cãi nhau với Tuấn vừa xong, hoặc là chúng ta có thể dịch là thấy bảo là đã nghe, đã cãi nhau với Tuấn vừa xong. Ok đấy, các bạn chú ý. Tự nghe người ta nói rằng, người ta bảo rằng, cái nghĩa này nó chúng ta phải dịch ngược lại như vậy nhé. Mời bạn Trang câu thứ hai này. Nè, yo chum công trang y chom papa chin kut ka thayo. Nè, chumuni nero so iri chom nan tako heo. Công xưởng dạo này có vẻ bận hơn. Có vẻ bận hơn đúng không? Vâng. Không, có vẻ bận hơn chứ không phải là câu hỏi mà đúng không? Nè. Bận hơn. Vâng. Chu môn đi. Cái đoạn cuối cuối chẳng không biết dịch gì. Đây ạ. Nghe nói rằng đúng không? Nghe người ta bảo rằng, nghe người ta nói rằng cái gì mạn thả, chôm mạn thả il đúng không, il mạn thả đưa ra rồi. Tôi nghe nói rằng vì là đơn hàng đã tăng chumuni đưa ra rồi, tức là cái đặt hàng tăng lên iri chôm mạn thả vô hiểu thì nên nhiều việc. Được chưa? Công Trang thì dạo này có vẻ bận đấy nhỉ? Vâng, tôi nghe nói là được nhận nhiều đơn hàng nên nhiều việc. Nghe nói thôi chứ không phải là thật đâu. Còn nghe ai nói tôi không biết. Nó giống cái này gọi là mách lẻo đấy ạ. Chúng ta cái học ngữ pháp này tí nữa chúng ta sẽ biết cách mách lẻo đấy. Nào, thứ ba là mời bạn Hiếu ạ. Tuấn xin nên ý chí coi anh nghe tôi ra cả nên kêu nè thầm ta nè ta nè coi anh euro can ta cô heo nhớ gì nhỉ. Tuấn xin hiện nay anh đã trở về quê đúng không, phải không? Nhưng mà vâng, tôi sẽ trở về vào tháng tới. À.
Vâng, tôi sẽ trở về phòng phân xử. Dịch nó cứ kiểu sao sao nhỉ? Đúng rồi, trên sao sao quá. Đây nha, Hiếu chú ý này. Người ca là người A nhé. Người Na là người B nhé. Và nói đến Tuấn là người C, chứ không phải là ai. Ví dụ tôi nói chuyện với bạn Trang về bạn Hiếu chẳng hạn nhá. Hiếu chuẩn bị về quê phải không nhỉ? Trang nói là vâng, tôi nghe nói, em nghe nói là tháng sau, em nghe nói sẽ đi về quê vào tháng sau. Được chưa? Nghe người ta bảo rằng, nghe người ta nói rằng. Bây giờ hiểu chưa Hiếu? Vâng. À, không phải có hiểu không? Các em phải nhớ này, truyền đạt thông tin đó là người A, người B, người C. Được chưa? Người A nói chuyện với người B. Có thể người B nói chuyện với người C. Xong người B lại truyền đạt lại cái nội dung câu chuyện này cho người A. Các bạn hiểu chưa? Vâng. Đấy, ví dụ bạn Hiếu nói chuyện với một công nhân nào đó, xong bạn Hiếu lại đi gặp cái ông Hàn Quốc. Bảo là công nhân nó bảo như thế này này, thì chúng ta dùng cái cấu trúc này để nói. Hiểu chưa? Cái này là rất là lằng nhằng. Thế bây giờ nhá, hôm nay Trang có nói chuyện với ai không? À, có ai bạn ạ? Có bạn này. Ở nhà có nói chuyện với em trai không? Có anh trai. Anh trai, vâng. Thế anh trai bảo với Trang cái gì? Mày nấu cơm. Đấy, đơn giản, ok ok, mày nấu cơm. Yeah. Thì cái vấn đề mà bây giờ ví dụ tôi hỏi là Trang ơi, hôm nay anh em nói gì đấy, thì Trang lại trả lời là anh em nói là mày nấu cơm đi. Thì đấy là cái mà truyền đạt cái nội dung thông tin đấy ạ. Còn cái việc anh của Trang ấy, thì không nằm trong cuộc nói chuyện này, không phải là người trong cuộc nói chuyện này, mà là người đang diễn ra trong cái nội dung mà mình truyền đạt ấy. Nhá. Mình tìm hiểu thêm một ví dụ nữa, ví dụ số 4 ạ. Y qua Trang là cái quản lý Y, quản lý Ly này. Chích quân từ đơn bố tu xích xa hết rồi. Chích quân từ đơn là các đồng nghiệp và các công nhân ấy. Mô tô xích xa hết rồi, đã ăn cơm hết chưa, đã dùng bữa hết chưa? Nê xa trang niềm rồi thưa giám đốc. Khu nê xích ta ngày giờ, khu nê xích ta ngày giờ, ở ăn ở cái khu nê xích ta ấy. Mộc ta go khát chi đe đeo khát rồi. Tôi nghe nói rằng là ăn ở quán Cu Ne Xích Tang nên đã cùng nhau đi xuống hết rồi. Được chưa? Đấy nhá, đấy là cái nội dung mà cái nói gián tiếp nó là như vậy nhá. Các bạn nhớ là cái gì ạ? Đây ạ. Các bạn nhớ ba cái này nhé các bạn nhé.
Tiếp theo chúng ta làm hai ví dụ đây ạ. Nào bây giờ bạn Hiếu làm một ví dụ, làm ví dụ số 1 và bạn Hà làm ví dụ số 2 nhé. Nào bạn Hiếu câu số 1 thì làm như nào bạn Hiếu? Điền cái gì? Chú đi về sau cửa chê cha mô xê ô chê ca Parusi Marin Oheren Purasayo Purasayo đọc đâu ra Purasayo. Em ơi sai rồi em ơi. Số 1 nha. Biết tại sao số 1 không ạ? Không. Bởi vì như này ạ. Marul xong lại Oheren Purasoyo, hai cái này không sử dụng được nha em nhé. Chỉ có Marul Ohehetsoyo là ok. Cái này ok. Chú ý nhé. Nào tiếp theo bạn Hà làm câu số 2 nào. Chị Hun si hago sa wot soyo. Cha gu chiu rin mu si hanin kut kat hai sơ kat hai sơ cham ta ka hoa rin ne soyo. Chị hu bạn và chị Hun đã sang. Chị Hun si hago bạn và chị Hun sa wot soyo đã cãi nhau à? Chaku thường xuyên đấy ạ. Chờ đến mũi xe nên cứ cắt phát thơ. Chăm đờ gá. Dạ. Hoan hết xưa yếu. Bạn Hà chọn ý số 1 hay số 2 đây? Em chọn ý số 1 ạ. Rồi số 1 đúng ạ. Chăm đờ gá. Chăm đây là chịu đựng đấy ạ. Chịu đựng. Chịu đựng xong thì chịu đựng rồi thì tức giận, nổi giận đúng không ạ? Đã nổi giận. Ok. Bushianun ko hakataso tức là gì ạ? Coi thường đó, coi thường bạn ấy. Tiếp theo cái phần số 2 này chúng ta sử dụng takohata để chúng ta nói ạ. Đây các bạn lấy xem ví dụ này. Tuấn si ga su bi ga si a go bal ta to mun ha ra. Tức là mình biết nội dung như vậy rồi thì bây giờ mình viết lại đi ạ. Tuấn si ga su bi ga si a go man ta to mun het ta go heo. Tức là đã nói bạn cãi nhau rồi nhá. Bây giờ mỗi người làm một ví dụ ạ. Đầu tiên là bạn Trang là số 1 này, Hà số 2 này, Hiếu số 3 này.
Tôi dành cho các bạn 3 phút để các bạn làm câu này cho chắc chắn nhé. Các bạn ơi, chúng ta bắt đầu nhá. Nào mọi người bắt đầu đi ạ. Em trước. Tuan Chica Iban Siako Hoa He Hetako Heo. Ok, đây nhá. Hoa He Hata đấy là hai bạn này đã hòa giải rồi, đúng không? Bạn này hòa giải rồi trong những cặp bạn này mà. Đấy, Hoa He Hetako Heo. Ok. Tiếp theo câu số 2. Vâng ạ. Supika sika tuan sirin teretta ko heo. Teretta ko heo. Ok. Câu số 3, mời bạn Hiếu ạ. Iban sika supika sieke sakwa hesta ko heo. Đây, ok, sao phải hết ta cô hiểu, ok. Câu số 4. Tuấn Sĩ Gà, Y Ban Sĩ Hà Gô, Sao Mơn Hết Ta Gô Hiểu. Hoặc là Sao Mơn Hết Ta Gô Tư Rốt Sở Hiểu. Nên các bạn nhé, cái này chúng ta lưu ý thêm nữa là chúng ta có thể là thay Hà Tà bằng Tức Tà. Tức là chúng ta có thể được nghe rồi. Tôi được nghe ai đó nói nhé. Ok. Không phải hetago theo nữa mà hetago từ đó rồi. Tôi đã nghe nói nhé. Đấy, tiếp theo chúng ta có phần luyện tập ạ.
Đây ạ, hoàn tông phần hoạt động đây ạ. Xin văn nán nên trích trang phun ghi bàn dân kỷ. Xin bà ràm. Xin bà ràm nán nên trích trang phun ghi bàn dân kỷ. Đây là cái đoạn hội thoại này ấy, là nói về là gì ạ? Làn gió mới. Nhá. Chúng ta tạo ra cái bầu không khí mà bầu không khí làm việc như là một làn gió mới. Là khác biệt đi ạ. Cái đoạn này các bạn về nhà dịch giúp thầy giáo nhé. Xong gửi lại cho thầy giáo như bạn Hà hôm trước gửi nhé, Hà nhé. Vâng ạ. À, lớp mình đợt này đăng ký thi topic chưa ạ? Vâng ạ. Bạn Hà đăng ký này, Trang đăng ký chứ Trang? Em chưa. Trang đăng ký đến tháng 7 thi topic 1 cấp 2 Trang ơi. Này. Nhá. Để Thanh để mình lấy cái chứng chỉ topic của tiếng Hàn đã. Bạn Hiếu có đăng ký không Hiếu ơi? Tháng 7 hết thầy. Tháng 7 mới thi mà. Ừ, thưa thầy chi phí đăng ký hết bao nhiêu thế ạ? Chi phí đăng ký hết 300 nghìn. Ôi thế thôi ạ. Ờ. Thì ở Thái Nguyên à? Em tưởng 600. Không. À, thi thì bây giờ mình cứ đăng ký xong người ta trộn vào người ta chia Trang ạ. Nè. Ừ. Thi ở đâu ở đấy? Thi thì có mấy điểm thi ở Thái Nguyên và Hà Nội. Thái Nguyên thì thi ở đâu? Chưa tìm hiểu. Thái Nguyên thi ngay trường Đại học Việt Bắc chỗ sau siêu thị Aloha. Vâng ạ. Thế Hà Nội thì thi ở chỗ nào đấy? Giữa Hà Nội thì có một điểm là trường Đại học Thăng Long này, rồi trường Technica này, cái khu Hà Đông ấy. Yeah. Ừ. Cái trường Thăng Long thì ngay gần bến xe Mỹ Đình. Cái này nó tự trộn là thấy hay là nó tự trộn em ạ? Cái đợt tháng 4 vừa rồi nó cũng tự trộn. Ở bên trung tâm thầy cũng có một số bạn đi xuống tận Hà Nội. Tức là nói chung khi mà chúng ta đăng ký sau ấy, như tầm này đăng ký là chúng ta sẽ phải trộn đấy. Tức là người ta sắp tự sắp xét điểm thi cho mình hay là mình thích thi ở điểm nào thì thi ạ? Tức là khi đăng ký thì mình được chọn điểm thi, nhưng mà thực tế là khi vâng mà mình thi, ví dụ như trường Đại học Việt Bắc ấy, thì người ta chỉ tổ chức thi được cho 500 người thôi, nhưng với số lượng đăng ký thi nó lên đến tận 1.000 người chẳng hạn, thì 500 người kia là phải bị trộn. Vâng ạ. Nói chung đi xa ta... hơn không thầy? Hả? Liệu có đi xa hơn không? Hay chỉ chắc thường chắc khoảng trong Hà Nội và Thái Nguyên không? Chỉ Thái Nguyên và Hà Nội thôi, chứ không có đi xa hơn đâu. Này. Nếu mà đi ở Hà Nội thì bên trung tâm sẽ tổ chức ví dụ như là có một đoàn xe đi. Ui. Ừ. Ờ, mỗi người ví dụ như là đi như thế thì mỗi người khoảng độ 100.000 chẳng hạn tiền xe đón từ Thái Nguyên đến Phổ Yên. Xong sau đó là ví dụ như ở hai điểm trường chẳng hạn. Nếu mà đăng ký ở Hà Nội thì là sẽ ở Hà Nội luôn hay người ta có trộn trộn về Thái Nguyên không thầy? Có trộn về Thái Nguyên đấy. Chưa biết được đâu. Tầm này là nó trộn linh tinh nhỉ. Không thì em cứ đăng ký sửa ở khi mà đăng ký ấy, mà đăng ký ở Hà Nội để cho nó trộn về Thái Nguyên. Đăng ký ở trên trang nào thế? Ở trên trang web hoặc là các bạn cứ gửi số điện thoại với chứng minh thư, gửi số điện thoại căn cước này với ảnh thẻ bên thầy giáo đăng ký cho. Ảnh thẻ. Đăng ký xong thì một thời gian xong người ta duyệt ý, thì bên thầy giáo sẽ theo dõi là bạn nào được duyệt ý, thì sẽ chuyển tiền vào cái tài khoản của chỗ đăng ký ý. Thì bên thầy sẽ hướng dẫn cho chuyển 300.000 bằng tên của các bạn ấy. Thì cái đấy là thì có thì đọc có thì nghe và làm tự luận à? Thi như thi mình làm ở cuối bài ấy. À, thì phần. Cũng là nghe hiểu và đọc hiểu như mình và đánh trắc nghiệm 100%. Và trước khi thi thì bên trung tâm sẽ dạy kỹ năng thi khoảng độ 1-2 buổi thì hết
toàn câu tố hai hết mà. Nhưng có một hai nhất để tổng thầy. Nói gì hả? Có một bài viết nữa phải không thầy? Không, đấy là topic 2 em ơi. Topic 2 cấp 3, 4, 5, 6 ấy. Vâng ạ, còn đợt tới là sẽ thi topic 1 này ạ, hay sao? Thi topic 1 lấy cấp 2 thôi. Còn cấp 3 thì thực tế là các bạn chưa ô thi thì các bạn chưa làm được đâu. Nó là lĩnh vực rất rộng lắm. 100 câu đúng không này? Cái thi topic thì có 30 câu nghe và 40 câu đọc, là 70 câu, tổng điểm là 200 điểm. Thời gian làm bài bao lâu này? Thời gian làm bài 100 phút. Em thưa thầy, em chưa hiểu lắm ạ. Cái này thì phải thi topic 1 trước, thì tức là đạt topic 1 thì xong mới đăng ký thi topic 2 được ạ? Không. Em thích đăng ký topic nào cũng được. Hay em đăng ký thi topic 2 luôn. Một trang 200 điểm đấy thì bao nhiêu điểm đỗ vậy? 80 điểm, trên 80 điểm sẽ được topic 1 câu 1 và trên 140 điểm sẽ được topic 1 câu 2. Ok. Cái đăng ký điểm ở mức bao nhiêu thì hả? Em thấy tức là điểm ở mức bao nhiêu thì người ta sẽ cho mình vào lại topic đấy ạ? 80 điểm trở lên thì mình sẽ được topic 1. Trên 140 điểm sẽ được topic 2, topic 1 câu 2. Còn thi cái cấp 3, 4, 5, 6 là nó thi vào buổi chiều và thi đề khác. Tôi nghĩ từ giờ tháng 7 thì nó chỉ tầm độ topic 1, cấp 2 thôi. Nhưng mà các bạn cố gắng topic 1, cấp 2 là cố gắng là làm cái điểm càng tuyệt đối càng tốt. Còn các bạn thi topic 1, cấp 2 nhưng lại thì có sát điểm thì nó lại bình thường quá. Nha. Thi cứ ôn hết trong cái quyển này, các bài trong quyển này thôi ạ. Nói thật là các bạn cứ học đến hết cái bài 40, trong thầy giáo cho các bạn làm thử một cái đề topic 1 nhé. Vâng. Nói nó khó lắm. Các bạn cứ làm thử xem cái đề nó như thế nào. Xem mình đã tương đương cấp 2 chưa nhé. Ok. Ok, chúng ta thầy giáo chụp cái bài này, thầy giáo gửi vào trong nhóm. Đấy, các bạn làm. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số cái nét văn hóa khi mà xưng hô ở nơi làm việc ạ. Ở đây ạ, nhá. Khi giao tiếp ở tại nơi làm việc ấy, thì nói với cấp trên thường là chúng ta sẽ thêm chữ nim nhá.
ví dụ như là sa trang nim hoặc là sơn trang nim đấy ạ. Thực tế là thêm chữ nim vào cho lịch sự thôi ạ. Nhá. Thêm chữ nim vào sau tên công việc của họ nếu họ là người cấp cao cho bạn. Ví dụ như bạn có thể gọi cho họ đó là sa trang nim hay là pu trang nim hay là qua trang nim, te đi nim hoặc chu im nim hoặc là pan trang nim. Đấy, tất cả những cái đấy chúng ta là tôn trọng người ta. Tiếp theo, Chiun si, Tuấn si, đây là khi mà bạn gọi các đồng nghiệp ở cùng vị trí thì bạn có thể thêm chữ si sau tên của họ. Bạn không phải sử dụng tên đầy đủ của họ nhá. Ví dụ Tuấn si hay là Chiun si. Còn không gọi họ nhé. Ví dụ lại Y si hay là Nguyễn si, không ai gọi như vậy đâu nhé. Si ở đây có nghĩa là gọi tên đấy ạ. Ví dụ như là Hà si, Trang si, chứ không phải là gọi Trang thì gọi là Nguyễn si, không phải thế đâu. Tiếp theo, bạn có thể muốn sử dụng các tên thân thiện hơn như là Hiêng hoặc là Luna. Hiêng hoặc là Luna khi mà muốn gần gũi như là gia đình ạ. Nhá, gần gũi như gia đình thì chúng ta là Hiêng, Luna. Hiêng là anh trai, Luna là chị gái đúng không ạ? Và đối với các bạn nữ thì có thể gọi bạn trai là gì ạ? Gọi người con trai khác đó là Opa. Đấy là thân thiết, khi thân thiết. Và tiếp theo chúng ta có những cái cán tưng he kiên thắng bớp. Đây là phương pháp giải tỏa những cái hiểu lầm. Nhá. Phương pháp giải tỏa hiểu lầm này, đầu tiên chúng ta hãy chấp nhận rằng mọi người đều khác nhau. Hãy chấp nhận sự khác nhau của mỗi người. Đấy là cái mà chúng ta dễ nhất để chúng ta chấp nhận cái việc mà chúng ta không giống nhau. Đừng áp đặt cho nhau làm gì cả. Đây, xung đột có thể là gây ra bởi vì mọi người đều khác nhau thay vì ai đó đã sai. Tiếp theo, lắng nghe một cách cẩn thận. Lắng nghe một cách cẩn thận, bạn thì có thể tìm hiểu nguyên nhân của cuộc xung đột và giải quyết nó một cách dễ dàng bằng cách là hiểu chính xác suy nghĩ, cảm xúc và tình huống của người khác. Tức là đặt mình vào vị trí của người khác để mình nghe câu chuyện. Được chưa? Thực hiện mọi nỗ lực để hiểu, để nêu rõ vị trí, tình huống và niềm tin của bạn với người khác. Đấy. Thì bằng cách nào đó để mình đưa cho người ta, mình biểu hiện cho người ta biết là tôi rất là tin bạn. Tình huống này là như thế này, tình huống này là như thế này, tức là mình giải thích cho người ta. Đấy, được chưa? Thứ tư là hãy bắt đầu với từ xin lỗi. Tôi rất xin lỗi nhưng mà, tôi xin lỗi nhưng mà cái gì đó. Khi bạn yêu cầu hoặc từ chối một đề nghị. Đấy, khi ai đó đề nghị cái gì hoặc từ chối, hoặc mình muốn từ chối cái gì thì tôi rất là xin lỗi nhưng mà tôi không làm được, không thực hiện được chẳng hạn. Đấy. Và cái cuối cùng đó là hãy dành thời gian nếu cần thiết để đếm số từ 1 đến 10. Đấy. 화는 참지 못하면 나중에 후회하는 일은 생길 거예요. Đầu tiên chúng ta nếu mà nổi giận ấy thì trước tiên hãy đến từ 1 đến 10 đã. Nếu mà không chịu đựng được cái nổi giận đó nhá, nếu không chịu đựng được cái nổi giận đó ấy, thì sau này các bạn sẽ có thể sẽ phải hối hận. Đấy là cái việc mà chúng ta giải tỏa hiểu lầm từ những lúc mà nó chưa phát sinh, đó là chấp nhận những cái khác biệt của nhau. Thứ hai là hãy nói chuyện cho nó thực sự là cẩn thận. Hãy lắng nghe xem người ta nghĩ gì, người ta nghĩ như thế nào để xảy ra cái việc hiểu lầm lẫn nhau đó. Thứ ba đó là hãy nỗ lực để thanh minh chính mình. Và thứ tư, nếu mà khi từ chối hay cái gì đó mà không được nữa thì xin lỗi nhưng mà cái gì đó đối với đồng nghiệp của mình. Và thứ năm ấy, nếu mà muốn nổi giận
thì trước khi nổi giận các bạn hãy dừng lại một thời gian khoảng từ 1 đến 10, từ tự đếm từ 1 đến 10 xem là mình có nổi giận hay không. Nếu mà không cần phải nổi giận ấy, thì thôi, mà nếu mà nổi giận ấy, thì các bạn có thể là sau này sẽ phải hối hận ấy. Ok, đây là 5 cái vấn đề mà chúng ta có thể là lưu ý trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các bạn chắc là cũng va chạm về cái vấn đề là với đồng nghiệp ấy, thì chúng ta có một số cái mâu thuẫn đúng không ạ? Bạn Hiếu đi làm thì có mâu thuẫn với đồng nghiệp bao giờ không? Thỉnh thoảng ạ. Đấy. Thỉnh thoảng thì bạn giải quyết cái mâu thuẫn ấy bằng cách như thế nào? Thỉnh thoảng hò hét cái xong thôi. Thôi ạ. Thế rồi em. Ok. Thì có hò hét cái xong đấy thôi. Đấy là cấp trên với cấp dưới à em? Dạ không, đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp thì hỏi hết hết thôi. Ok. Nói chung là đây phong cách đó thì tùy vào môi trường làm việc, tùy vào cái năng lực của mỗi người và chúng ta sẽ giải tỏa một cách khác nhau đấy. Thực tế đây là nó cũng là một số cái stress trong công việc đấy nhá. Thì cái này chúng ta lưu ý, xong sau này chúng ta lại còn học thêm một số phương pháp nữa. Thì đấy là cái phương pháp giải tỏa hiểu lầm. Và chúng ta sẽ làm luôn phần EBS topic nha các bạn nhé. Trong 20. Trang Hà cũng chuẩn bị luôn nhé. Vâng ạ.38과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1. 상사입니다. 2. 동료입니다. 3. 윗사람입니다. 4. 부하 직원입니다. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 때리고 있습니다. 2. 화를 내고 있습니다. 3. 사과를 하고 있습니다. 4. 싸움을 하고 있습니다. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 죄송해요. 제가 오해를 했어요. 3번. 죄송해요. 제가 오해를 했어요. 4번. 직장 분위기가 좋은 편인 것 같아요. 4번. 직장 분위기가 좋은 편인 것 같아요. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 투아 씨 회사는 어때요? 동료들이 너무 좋아요. 서로 위해주고 배려해주는 편이에요. 정말 부럽네요. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 투아 씨 회사는 어때요? 동료들이 너무 좋아요. 서로 위해주고 배려해주는 편이에요.
정말 부럽네요. Các em làm luôn phần đọc nhé.
Em làm xong chưa? Rồi ạ. Và chúng ta kiểm tra luôn nhé. Sao bạn à, bạn Hà đọc đáp án à? Đáp án thử nghe trước. Vâng ạ. Thưa thầy là từ câu 1 đến câu 5 nghe 2 2 2 2 1 ạ. Rồi, phần đọc. Còn phần đọc hiểu là 1 3 2 4 3. Mời Trang, Trang đọc nào. Phần nghe là từ 1 đến 5 là 2 2 1 một ạ. Còn bên đọc là từ đọc lại em ơi. 2 2 à nhầm, 2 2 1 2 1 ạ. Rồi, ok. Bên đọc là 1 3 2 4 2. Rồi. Mời bạn Hiếu ạ. Đọc à, phần nghe của em là 2 2 1 221 này. 2 2 à 22112. 22112. Vâng. Rồi phần đọc. Phần đọc là 1324 và cái cuối cùng là em chọn 1. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Đây ạ. À, phần nghe.38과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1. 상사입니다. 상사입니다. 급진. 2. 동료입니다. 동료. Là đồng nghiệp. 3. 윗사람입니다. Là người trên. 4. 부하 직원입니다. Là nhân viên cấp dưới. Cái này là ý số 2 đúng. Tất cả đều đúng ạ. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Người này bây giờ đang làm gì? 1. 때리고 있습니다. Đang đánh. 2. 화를 내고 있습니다. Đang nổi giận. 3. 사과를 하고 있습니다. Đang xin lỗi. 4. 싸움을 하고 있습니다. Đang cãi nhau. Cái này ý 2 đúng ạ. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 죄송해요. 제가 오해를 했어요. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. 아, các bạn chờ tôi một chút nhé.
Các bạn ơi, bài này mình ngày mai giải đáp nốt nhé. Vâng ạ. Ờ, hôm nay chúng ta nghỉ sớm, thầy có việc. Vâng ạ. Nghe nè, chú mua xe ô. Đấy, mình tham gia một cái. Anh nghe chú xe ô. Đấy, chú mua xe ô. Đấy. Anh nghe xe ô. Đấy.